Sau đó là cho hai thằng đi tìm con nhỏ đó mà. Có tên gì không? Tạm thời chưa có. Yên tâm đi anh Thiên. Có chuyện gì không ổn, hai đứa nó sẽ làm việc ngay. Hiếu à, gói xong hàng rồi. Tao đưa cho mày và login tới điểm mới. Theo dõi trình tự, lần sau sẽ biết cách mà làm. Vậy được. Để login, mày làm gì đó? À không, em sợ anh Hiếu không có điện thoại để xài, sẽ khô cái điện thoại cho anh Hiếu thôi. Anh có rảnh quá không? Cái gì? Sợ hả? Sợ tôi biết lúc nãy anh gọi cho ai sao? Ê, có sống rồi nè. Ê, nè, sao Dũng về vậy? Vô trong rửa sạch trước đi. Lỡ bị cảnh sát hỏi, không biết làm sao mà nói. Tôi vô toilet. Anh em cũng phải nói cẩn thận, dù sao cũng không thường. Anh làm sao biết anh là tài trọng chứ? Ba cô gọi tới. Ba tôi đang gặp nguy hiểm. Sao cô biết ba cô nguy hiểm? Ba ở tòa nhà đối diện chớp đèn 3 lần liên tiếp. Đó là tín hiệu cầu cứu của cha con chúng tôi lúc còn nhỏ. Ba muốn cho chúng ta biết là ba đang gặp nguy hiểm. Có ai nghe đâu. Thằng Hiếu làm sao làm tay trong được chứ? Cảm ơn nhiều nha, đã xếp khu điện thoại giùm tôi. Đèn không còn sáng nữa. Có khi nào ba tôi có chuyện không? Chắc là không đâu. Ba của cô chỉ dùng điện thoại liên lạc với tôi. Lúc nãy không nghe điện thoại, có lẽ chúng không biết đâu. Ba tôi đã làm tín hiệu cầu cứu, tức là có nguy hiểm rồi. Lỡ đám người đó điên lên thì... Nè, cô làm gì vậy? Bây giờ ba tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu ba, tôi không thể bỏ mặc được. Cô một thân một mình làm được gì chứ? Cô làm sao cứu được ông? Vậy báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát tới có thể cứu được ba. Không thể gọi được, hãy cảnh sát tới, đám người trong đó sẽ nghi ngờ ba cô ngay. Cảnh sát lên tới, ba của cô nhất định mất mạng. Vậy cũng không được, kia cũng không được, vậy là sao? Nè, anh là cảnh sát mà, có phải anh nên cho người đến cứu ba tôi không? Tôi đi đây. Nè. Cô không sao chứ? Trói chúng đã. Nếu đổi gì thì gọi cho chúng, không tìm được chúng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Không đợi được nữa, bây giờ tôi qua mệnh cứu ba cô. Cô phải nhớ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi đây, biết chưa? Anh Thiên, dưới đường của chiếc xe cảnh sát. Tao tới chưa bao lâu thì cảnh sát tới rồi. Hiệu quả cao vô cùng. Có khi nào là con nhỏ đã báo tin không? Lúc con nhỏ tới, tôi vẫn chưa tới. Mày báo cảnh sát phải không? Nếu là tôi sẽ không kêu xe cảnh sát đậu dưới nhà đâu. Anh động não một chút đi. Bọn người súng xuống. Vậy lúc này mày vô toilet gọi cho ai? Nói. Đừng có chỉ súng vào tôi. Tôi nói anh mới là tay trong. Tao theo anh Thiên 8 năm, làm sao là tay trong chứ? Dù theo suốt đời thì sao chứ? Một lần mất tôi cũng đủ rồi. Không phải tao. Anh không cho xe cảnh sát tình cờ đậu ở dưới nhà sao? Cầm đi đi. Ba, xuống dưới coi thử. Dạ anh Thiên. Không chỉ gì cho mày đâu, đừng bỏ đi. Tại sao có đại thiên nhân đứng canh kìa? Nếu trên lầu thật sự không có gì thì làm sao có người đứng canh? Tin tao đi, lần này không sai đâu. Được rồi, số tiền tôi đã anh hợp cát tôi sẽ trả. Bây giờ anh kéo tôi đi gặp đại ca cũng vô ích thôi. Nếu không đi, tao sẽ lập tức quay đại xe của mày làm sao canh nữa. Nè nè, hay là vậy đi, tôi sẽ đưa lại cho anh để cho anh dễ ăn nói. Bây giờ Giang Thiên Hiếu đang rất nguy hiểm, tao không thể đẩy chỉ điểm của tao vào chưa chết. Tóm lại mày phối hợp với tao, 5 phút sau tao sẽ xuống thì mày lên. Nè, vậy đi. Tao sẽ không phối hợp với mày. Sao Bách Kiều không lên xe vậy?
Anh đi đâu vậy? Vũ Long, nổ máy chạy đi. Nổ máy? Có người theo dõi cậu Dân và Bách Kiều. Đi đâu? Không có gì. Từ nay đừng có chỉ súng vào tôi. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Năm phút sau mày nhất định phải tới. Ăn cơm hay ăn cháo trông cậy vào mày đó. Chúng ta tới kho mới đi. Anh Thiên à, có cần đợi lát nữa mới xuống không? Chiếc xe đó vừa mới chạy đi, không chừng ở đây có trạm gác. Cẩn thận dựng tốt hơn. Vậy cũng tốt. Cứ đợi coi sao. Sao trà trộn vào đây? Anh là tay trong của mày. Nói là anh. Mày dẫn mặt sao thằng cái xác? Nói vừa là cái gì chứ? Bắn nó đi. Anh Thiên, hai người chạy trước đi. Mọi chuyện ở đây để tôi lo được rồi. Anh Thiên, bên này. Xe tới rồi, nó chạy bên này, chia ra chạy. Anh Thiên cẩn thận. Nè anh Thiên bên này. Làm gì vậy? Nhanh lên đi. Không được rồi, xe này không được. Thử lại đi. Sao đây? Đội viên Thiên, tôi là thanh tra cao cấp đội điều tra ma túy Hồ Trác Nhân. Bây giờ nghi ngờ ông kinh doanh sự sản xuất ma túy và mua ma túy, hãy bắt giữ ông.